Từ ngày 12 tháng 11 năm Nhâm Thìn, tức mùng 6 tháng Giêng mạng Triều Nguyễn, bắt đầu hạ chỉ cấm đạo một cách nghiêm ngặt. Sự cấm đạo ấy còn tiếp tục suốt đời Vua Triệu Tỵ, và qua đến tàu Vua Tử Đức thì sự cấm đạo lại càng gay gắt nghiêm trọng hơn. Do đó, các giáo sĩ cũng như các tín đồ Thiên Chúa giáo bị sống trong một bầu không khí kinh hoàng khủng bố, mà có nhiều người cam thọ cực hình tử đạo chưa được sáng danh Chúa phải phản đạo Chúa. Chính giữa thời Hội Thánh Việt Nam đang bị giông tố nhất, thì linh mục Philippe Phan Văn Minh quê ở Cái Mân chịu tử đạo. Tòa Thánh sau khi đã tra xét kỹ càng về công nghiệp truyền giáo và nhân đức của đấng tử đạo ấy đã sắc phong là một bậc Á Thánh. Đây là bắt đầu câu chuyện phỏng theo sự tích đẫm máu của đấng Á Thánh Phan Văn Minh. Nên neo sát không bà con? Neo sát là phải mạnh. Còn không thấy hoài wow. Sao? Nó cứ đi liền hồi phải, rồi lại nhảy nhái gặp người, không biết đường thế nào được. Anh đã chớ nè. Túc heo. Trời ơi, túc nữa. Chiến này kể như liều không? Tinh chen nữa gì? Đặt chén tăng chai hết à? Thua thôi. Bà con đánh vô, chân chót nè. Bà lại ghé tôi đi. Lấy tay, dở. Túc. Túc theo. Chuyện đánh túc cũng chịu, anh thiệt. Hết tiền về. Thôi đứng dậy về cái đôi chứ không ngồi chi nữa. Người có chén này có chén khác, bà con phàn nàn chi? Nè, ở lại đánh chơi vài chén nữa, về sớm chi hả? Đứng đó. Chúa sẽ gìn giữ chúng ta, Chúa sẽ không bao giờ bỏ những kẻ chạy đến với người. À, ông Trùng. Dạ. Ngày mai tôi lên đường, ông sẽ cho hai cháu theo tôi đi nhé. Thì cha, chúng con sẵn sàng để ý cha. Dạ thưa cha, bẩm cha, con chẳng dám giấu gì cha. Con có chút việc cần chừng dài 300 quan, nhưng con đã chạy hết khắp làng mà không có. Bất đắc dĩ con đến đây để xin cầu cứu với cha. Xin cha nhủ lòng thương mà giúp cho con. Điều con hỏi không phải là chuyện khó khăn lắm, nhưng để cha thử xem cha còn bao nhiêu tiền thì cha cho con bấy nhiêu. Tại sao con có chuyện cần gì tiền bạc vậy? Thưa cha, số tiền của cha cho ít quá, không đủ vào đâu hết á. Chúa ơi, tiền của cha cho là quý, tại sao con còn chỉ ít chứ nhiều vậy con? Dạ nếu cha đã thương thì xin cha thương cho tốt nha. Mày nhẫn, sao con không biết điều gì hết vậy? Cha là người tu hành, làm gì có nhiều tiền để đưa cho con chứ. Mà con cần tiền làm gì nhiều? Con lấy tiền để đi cờ bạc phải không? Nè, tiền bạc của cha là tiền bạc của Chúa. Nếu con lấy tiền của Chúa đem đi cờ bạc là con làm ô danh Chúa. Con phải tu tỉnh ăn năn, không nên quan đàn như vậy nữa. Bỏ nghi quan cho con đâu ham cờ bạc đâu. Con không ham cờ bạc, sao con đến tìm cha hỏi tiền để làm gì? Liệu hồn á, nếu con cứ chứng nào tật nấy, cuộc hứa hôn của con với cô Dung không khi nào bỏ chịu tán thành đâu. Con à,
Cha nói thật là cha không còn tiền. Cha có thì cha không tiếc. Nhưng cha khuyên con một điều còn quý giá hơn tiền, đó là lòng thương yêu và sự tin thờ Chúa. Con ráng tu tỉnh làm ăn, Chúa sẽ ban phước cho con. Thôi nếu cha già bỏ không giúp được con thì con xin về. Chào cha. Chào bỏ. Thưa cha, tên Nhẫn này hư hỏng lắm, chỉ cờ bạc chơi bời. Nhiều lần con khuyên nó phải dọn mình để chịu phép phong phối, nó còn do dự mãi đó cha. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nó. Thưa cha, cờ bạc là đầu mối của mọi tội lỗi, đạo tặc làm liều. Cử chỉ của tên Nhẫn này làm cho con lo ngại quá. Mọi việc đều do Chúa định. Hình như có người quen đến thăm chúng ta. Chúng cha tạm lánh vào nhà trong để con ra mở cửa. Cha đến bất ngờ quá, làm trống ngực con đánh như thình thình vậy. Ông trùm nhát quá vậy. Bỏ đây còn thấy nghiêm mặt lắm hay sao? Bẩm cha, thật vậy. Chúng con đang sống trong hồi hộp và lo lắng. Dạ, thưa cha mới đến à. Bà trùm mạnh giỏi chứ. Dạ, cảm ơn cha. Dạ, xin rước cha vào nhà trong. Cha Phêrô Lụ hiện đang có mặt ở trong. Dạ. Thưa cha, thưa cha, có cha Philip và Minh tới rồi cha. Vậy à? Dạ. Ồ, bấy lâu cha vẫn mạnh chứ? Dạ, cảm ơn cha. Nhờ ơn Chúa tôi vẫn đầy đủ sức khỏe và tinh thần để lo nhiệm vụ ạ. Dạ. Dạ, xin cha cho biết có những gì đã xảy ra trong những vùng cha vừa đi qua. Cũng không có chi lạ hơn là những cuộc lẩn tránh khỏi tai mắt của quan. Nhưng chính nhờ những công cuộc lẩn tránh ấy mà tôi được biết tinh thần giáo dân thật là vững vàng. À, không vì hoàn cảnh mà biến đổi. Xin Chúa nhủ lòng thương xót chúng ta. Dạ, xin mời cha vào. Dạ, xin mời cha ngồi ạ. Dạ, mời cha dùng trà. Cảm ơn bà Trùm. Bà Trùm cứ để đó chúng tôi ạ. Dạ. Thưa cha, có tin cho biết triều đình càng ngày càng ban bố ra những mật lệnh rất khắc nghiệt đối với công giáo. Ngày trước, giáo tổng bổ quốc chỉ bị thích trị lưu đày. Nhưng kể từ nay thì án ấy có lẽ sẽ đổi thành hành quyết và quăng đầu xuống biển. Tuy nhiên, chí chỉ của triều đình thì chưa gửi đến. Thưa cha, đối với chúng ta thì án nào cũng là vi phạm cả. Nhiệm vụ của một giáo sĩ là những kẻ cầm đuốc dẫn đường cho tất cả tín đồ. Và khi mỗi giáo sĩ chúng ta bị tù đài giết chóc thì các con chiên lại mất đi một linh mục chăn dắt cho mình. Cha đến vừa kịp thời quá, vì tôi phải đi 3 vòng theo lệnh trên thương chuyển. Cha gấp quá, tôi vừa mới đến mà cha đã vội đi rồi. Không biết chừng nào tôi mới được gặp lại cha. Chúng ta sẽ gặp nhau trong lời cầu nguyện. Tôi hết chỗ mà mua hoài muốn ăn trồng nào hả? Cái gì vậy anh? Nè, bây giờ anh tính sao? Vụ này không xong rồi anh à. À, mình không có mong cha lưu nữa rồi. Ừ, mình phải chạy tiền lấy đó. Mình á thì là cần tiền để đi đến gỡ. Ừ, mà ông đưa thiệt là không có đủ thiếu vào đâu hết.
ổng còn nói cho mình nghe một hồi, trời ơi nhức cái đầu quá đi. Ổng còn nói là những lời giảng dạy đó quý hơn là tiền bạc nữa. Ổng nói sao mà quý hơn tiền bạc? Ổng nói sao? Ôi, ổng nói là lòng thương yêu à, là lòng kính thờ Chúa. Ừ. Thôi cho nó bỏ đi. Mình bây giờ không có tiền thì lo chạy, chứ chịu sao nổi. Từ bây giờ đến Tết nè, còn bao nhiêu là hội hè, bao nhiêu đám bạc, mình phải lo chạy chứ. Thôi, tôi mệt quá rồi. Thôi mấy anh về đây rồi mai còn lo bàn tính. Nè, hả? Tôi mới tính ra kế hay lắm. À, hay sao? Sao anh không lại kiếm cô Dung? Cô nết na nè, cần kiệm nè, trời ơi, thiếu gì tiền. Theo tôi biết rõ, cô vẫn là vị hôn thê của anh. Phải rồi. Dạ? Anh nói đúng. Lại đó chắc chắn có tiền. Tiền. Hay lắm, tiếng em líu lo thảnh thót như tiếng chim vậy. Nhưng em đã làm chị bị lo ra không đọc được kinh. Chị lúc nào cũng đọc kinh. Không trách người ta khen chị là ngoan đạo. Nhưng em tưởng ca hát cũng làm cho lòng mình được thư thái như khi đọc kinh chứ. Đọc kinh là để thờ phượng Chúa, còn ca hát là để... là để cho lòng mình được thư thái mà đọc kinh. Em hạnh lúc nào cũng lé thoáng như trẻ nít. Bây giờ em đã lớn rồi đó. Chị đã nói vậy em không thèm hát cho chị nghe. Em đi hái bông đi dâng bàn thờ Đức Mẹ. Thôi chị đọc kinh đi. Kinh mừng Maria đệ ông Chúa Đức Chúa Trời cùng bà và có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà còn phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng tôi là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đệ ông có Đức Chúa Trời cùng bà và có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà còn phước lạ. Ủa, anh Nhẫn. À. Anh lại hồi nào? Vậy mà anh không lên tiếng làm em hết hồn mà. Trong lúc con chiên của Chúa đang đọc kinh thì anh đâu có dám làm rộn. Anh đừng giễu cợt sự thờ phượng Chúa mà có tội. Có tội thì chưng tội sẽ hết. Có gì đâu em. Anh lầm rồi, chưng tội mà
không biết ăn năn thì xưng biết đến bao giờ cho hết tội. Em lại dẫn đạo cho anh nghe rồi à? Chắc là em học giáo lý giỏi lắm nên nói chuyện anh nghe xui rót à? Em còn kém lắm, chỉ biết chút đỉnh để giữ cho mình khỏi sa ngã tội lỗi, khỏi quan đàn cờ bạc, phải làm buồn cho những người chung quanh mình. Dù em muốn dạy đời anh đâu phải không? Anh đừng nói vậy, đó là những lời thành thật của lòng em. Nhưng nếu anh cho là em cố ý thì anh nên nhận đó là một lời riêng thành thật của lòng em vậy. Từ ngày cha mẹ anh còn sống đến giờ, anh nghe những lời khuyên đã quá ngán rồi. Đến tuổi này anh không còn muốn nghe gì nữa. Nhưng có điều lạ là sao những con chim của Chúa là hay ham nói chuyện đạo đức, ham khuyên răn điều lành quá đi. Đó là điều tốt chứ, tại sao anh nói là điều lạ? Em lý sự hay quá. Thôi, bây giờ không nói nữa. Anh đến đây là muốn hỏi em một chuyện. Em cho anh vay chừng vài trăm quan để lo một việc cần thiết. Em bằng lòng chứ? Việc cần của anh là cờ bạc chứ gì. Nhưng em làm gì có mấy trăm quan để cho anh mượn chứ. Thì ra bây giờ tôi mới biết. Em chỉ quan quan cái miệng đạo đức với tôi thôi. Còn tiền thì không bao giờ em hở ra được một đồng điếu. Đạo đức và tiền phi nghĩa khác nhau, anh đừng trộn lẫn. Thôi, nói nhiều nữa. Tôi hỏi cô một lần chót, là cô có cho tôi mượn tiền hay không? Nếu không cho tôi mượn tiền hả, đừng trách tôi là tàn nhẫn nghe chưa. Rồi đây, những người mà cô kính mến, học hỏi hay khuyên rằng người này, người nọ, tôi sẽ cho vô rõ hết. Kìa, hỏi nhẫn. Ủa? Dạ. À, dạ thưa bác. Sao giận gì mà lớn tiếng quá vậy hả? Ê, dạ dạ thưa bác. Dạ cháu nói chuyện chơi với em Dung thôi chứ dạ không có gì ạ. Dạ phải. Có ai nói chuyện chơi với cô Dung đi chứ. Còn nếu nói thiệt thì nãy giờ cô Dung bể màn tàn mất. Nói cái giọng gì mà nghe ngang như ông Hạng, dữ như ở trong sòng bạc. Này. Dạ cháu lại đây chơi là có chuyện gì không? Dạ cháu lại đây và cũng có chút việc muốn nhờ bác. Chuyện gì cháu cứ nói thiệt đi. Chuyện gì nếu có thể giúp được thì bác giúp. Dạ thưa bác, dạ chuyện này dạ hơi khó nói. Hả? Thôi đi nhậu miếng nước đã. Má. Má đi chợ về. Má có mua bánh cho con không? Có chứ, con gái cưng của má thì lúc nào má cũng cưng. Má có mua bánh cho con, chú Trung đang lấy bánh cho con đó. Con vô nhà. Chú Trung, bánh đâu chú Trung? Sao lại lộn xộn quá, nó chạy mất. Bánh đâu? Mới đây, thầy bánh nấu. Má mua bánh ngon quá ta. Chị Dung, ăn miếng chị Dung. Em Hạnh Hương nhé, sao không đưa bánh mời chú Trung trước? Chưa, chú Trung lớn tuổi quá rồi, ai lại đem bánh dân nít tôm chú Trung? Ăn chứ, lớn lớn ăn ăn chứ. Cô ăn nhín nhín chứ còn ăn thiệt, xem không?
con đi mất. Chị Dung đi vô nhà trong đi, coi chừng má có bao nhiêu tiền má cho anh hai hết cho coi. Ừ, phải à, tôi nghe người ta nói cậu hai lúc này luôn luôn có mặt ở trong bài, đi chơi với mấy thằng kiếm đạn bất lương á. Cô vô coi chừng. Từ ngày các bác mất đi, bác vẫn ghi nhớ lời hứa hôn ngày xưa. Bác khuyên cháu nên tu tỉnh làm ăn và chịu khó học kinh và sách phần để được chịu phép hôn thú. Cháu à, nếu cháu không nghe lời bác thì bác không thấy nào tán thành cái cuộc hôn nhân của cháu và em Dung được. Và cháu xin hứa sẽ luôn luôn sẵn sàng nghe lời bác. Và thưa bác, bữa nay không giấu gì bác, cháu có một việc cần chừng vài trăm quan và để trả nợ. Cháu đến xin bác giúp cháu, rồi chừng ít bữa cháu có thì cháu xin hoàn lại bác ngay à. Dạ. Bác đây sẵn sàng để giúp cháu, nhưng cháu cũng nên nghĩ, từ ngày bác trai qua đời, bác và các em sống trong cảnh thanh bần đạm bạc. Bác cần kiệm lắm cho nên mới được có số tiền nhỏ đi cháu à. Bác cho cháu mượn mà bác khuyên cháu đừng có nên cờ bạc nữa nha. Đây nè, cháu lấy đỡ bao nhiêu đi, rồi về lo công việc gì của cháu đi. Dạ, cháu cũng xin cảm ơn bác à. Ôi, ơn nghĩa gì mà cảm ơn cháu. Nếu cháu có cảm ơn á thì cháu nên cảm ơn Chúa, vì tiền bạc ở thế gian này không phải của ai cả mà là của Chúa. Thôi, cháu đi về rồi lo công việc gì của cháu đi. Dạ, thưa bác cháu về. Ừ. Về nha. Ủa, sao con lại khóc? Thưa má, con có ý nghĩ rằng anh Nhẫn sẽ Minh Tâm làm bậy, vì hồi nãy anh Thâm sẽ đi tố cáo các cha. Đâu có thể như thế được. Thưa con hãy tin tưởng là mọi sự an bài xếp đặt của Chúa. Nhưng nếu con tin tưởng rằng việc ấy có thể xảy ra, thì con nên đi gấp cùng với chú Trung để mà nói cho người biết cả người lo việc đề phòng đi. Mau đi con, sẵn có ghe ngoài sông kìa. Thưa cậu Tư, có cha Lượng nhà không cậu? Cô hỏi cha có việc gì cần lắm không? Dạ cần lắm, không thể trễ được. Gấp lắm, tiếc quá. Cha Lượng người đã đi rồi cô ơi. Lại Chúa, thật là may mắn quá. Ủa, cô nói gì lạ vậy? Cô có chuyện muốn gặp cha, mà bây giờ không gặp, sao cô nói là may mắn? Tôi nói mau cho cậu biết là có kẻ muốn đi đầu cáo cha, nên tôi mới đến đây để cho cha hay trước. Mà cha đã đi rồi, hiểu phải là một điều may à. Chúa ơi, có vậy mà cô không nói ngay cho tôi biết. Cha Lựu đã đi rồi, nhưng có cha Minh đến thay thế. À, tôi nghe hình như có tiếng ồn ào đây. Tôi lo quá. Vậy cô hai và chú Trung hãy mau về gấp đi. Tôi sợ có chuyện không may sắp sẽ đến. Mau đi. Thôi, cứ về nghe cậu Tư. Để tôi mở dây cho. Thôi cô hai về, chú Trung chào gấp chú Trung. Cha hãy gấp rút chạy trốn ngay, kẻo quan quân sắp tới đây bắt cha.
xin cha chạy trốn ngay còn kịp. Dạ xin cha mau mau lắm mặt ngay đi, có sự nguy hiểm tới đến nơi rồi cha. Nếu con Phương đã tới rồi, cha có chạy cũng không kịp, sợ liên lụy đến mọi người. Người xin cha cương quyết, cha không thể nộp mình cho bọn Lan Soái được. Lại chúa, tôi long anh vô cùng, cha ơi, nguy đến đâu rồi cha? Tôi đã lục soát tất cả nhưng không thấy có đạo trưởng Lựu ở đâu hết. Dạ, lùi đi Hoàng Lân. Cái gì? Tên Lựu chính là tôi. Ở đây không có ai là đạo trưởng Lựu hết. Đi còn muốn chối nữa hả? Gì đó? Dạ, Hoàng Lân. Chúng tôi thấy cái bọc đồ này ở ngoài bến rất khả nghi nên đem vào tình Hoàng Lân. Chuẩn bị đâu? Dạ, kiếm cái ghế rồi kìa bà. Để đó. Mở ra coi. Nếu mấy người muốn bắt đạo trưởng thì đạo trưởng chính là tôi. Xin hãy tha cho những người vô tội này. Chú là đạo trưởng hả? Phải.
tôi là đạo trưởng, nhưng không phải là đạo trưởng Lựu. Ra đòi tên đầu cáo vô đây. Dạ. Anh Nhã, vô đây. Chú xuống đây. Lý Nhẫn, nhìn người này có phải là đạo trưởng Lựu không? Ông này không phải là đạo trưởng Lựu, nhưng cũng là một đạo trưởng. À, cho người lui đó. Nghe, nghe. Giang ra. Quân quay, có mấy đội thử lại. Dẫn cho bọn đi. Mà, thưa nhà, ngài bắt tôi chứ không chịu. Tha cho những người chiến tử này. Bọn chúng đã chứa chấp đạo trưởng trong nhà mà vô tội được sao? Ôi đừng có nhiều lời. Quân quay, rồi hết lại. Dẫn đi. Xói lại. Dạ. Mau dẫn đi, mau đi. Ủa? Sao nó mang uống gì hết vậy nhỉ? Tôi không muốn ăn uống gì hết anh ạ. Sao nên anh buồn quá vậy anh Nhẫn? Ở đời mà hơi sức nào buồn anh ơi. Cứ ăn uống đi. Chuyện đời mà tới đâu hay tới đó. Này, chúng tôi xin tạm chứa ra ngoài một chút để anh chị nói chuyện. Đi anh. À, kêu anh à. Đi mà. Cứ ngồi đó đi. Anh Nhẫn, anh không nhớ từ ngày hai bác mất đi, anh bơ vơ không nơi nương tựa. Ai nâng niu đùm bọc cho anh? Nếu không phải là những người mà hôm nay anh đưa vào dòng gông cùm xiềng xích. Anh không nhớ những kỷ niệm êm đềm của chúng ta ngày thơ ấu. Hai linh hồn trong trắng cùng chung một lời thề nguyện không giờ đổi, không phụ lời di thác của đấng sinh thành. Hai bác mất đi, cha em qua đời, nhưng lời giao ước vẫn còn ghi mãi trong tâm khảm. Biết bao giờ quên được. Tại sao anh mau thay đổi quá vậy? Mới có mấy năm qua, em tưởng em có một người chồng xứng đáng để nương tựa, để cao thân gửi phận sau này. Nào ngờ đâu. Thôi, tình nghĩa của đôi ta đến đây là chấm dứt. Tôn giáo của anh là tiền bạc, còn tôn giáo của tôi là giữ cho linh hồn và thể xác được trong sạch. Em nói vậy nghĩa là hai tôn giáo của anh và tôi không cùng chung một ý nghĩa, thì chuyện vợ chồng của chúng ta xin anh đừng nghĩ đến. Từ biệt anh. Thank you.
Chà, anh này có bộ si tình quá ta. Chị Dung, chị Dung nói gì mà có bộ anh buồn quá vậy anh? Hả? Bộ này quá đá rồi sao? Hỏi đứng làm thinh hoài vậy? Thôi buồn gì anh. Tự nhiên không hiểu sao có một nỗi buồn man mác đang chiếm ngọc cả lòng tôi. Thôi đồ ăn còn đầy bàn kìa, vô làm cho hết đi rồi buồn gì buồn anh ơi. À vô đây con anh mơ giờ buồn, chưa có ăn gì đâu mà đói buồn quá, nhậu mà buồn mà buồn hoài. Thôi nhậu anh ơi, nhậu cho hết, ăn nhậu cho say đi. Tôi không còn muốn tha thiết đến chuyện gì nữa. Dẫn bọn đạo trưởng vào ứng hồng. Dạ. Mau. Đạo trưởng Minh. Đạo trưởng Minh chính là tôi. Ta nghe nói của đạo trưởng Lựu kìa. Dạ bẩm thượng quan, trùm Lựu chính là tôi. Còn đạo trưởng Lựu ở đâu? Bẩm thượng quan, chúng tôi không được biết. Không biết? Không biết. À rồi đây sẽ có cách cho các ngươi biết. Còn tới này, ai thúi mi truyền bá đà giáo để làm mê hoặc dân tâm? Bẩm thượng quan, tôi không hề truyền bá tà giáo bao giờ hết. Ủa? Sao mới tự nhận là đạo trưởng kia mà? Tôi chính là đạo trưởng đạo Thiên Chúa. À thì cũng là một. Nhưng ta đã nói đó là tà giáo, mà các ngươi cho là Thiên Chúa giáo, một thứ đạo nhập thiên ngoại quốc. Và bẩm thượng quan, đã nói là đạo thì không có đạo nào xuất dị, đạo nào cũng nhập dị cả. Đó là đạo thì không có ranh giới và không phân biệt chủng tộc màu da. Thôi dẹp cái lũ của mi đi, nghe tao hỏi và trả lời cho thật. Trình quán của mi ở đâu, học đạo tại xứ nào mà về đây truyền giáo? Quê tôi ở Cái Mơn, lúc nhỏ tôi học tại quê nhà, rồi sau việc Trùng Dương sang học tiếp tại Canh Thích Ta. Mi đã có đi học ngoại quốc, hẳn mi là người học rộng, mà tại sao lại còn vi phạm được nước chứ? Bẩm thượng quan, tôn giáo tín ngưỡng là một trong các quyền tự do của con người, cũng như quyền sống và quyền ăn. Triều đình cấm dân ăn mà dân vẫn cứ phải ăn thì sự buộc tội ấy lại chẳng hẹp hòi lắm sao? Tại sao mới tin sùng đạo chứ? Tôi tin sùng giáo lý Thiên Chúa, đó là quyền của tôi, quyền của mi. Nhưng quyền của mi phạm luật triều đình. Tôi tin sùng Thiên Chúa là tôi có tinh thần sùng thượng. Mà tôi có tinh thần sùng thượng, tất nhiên tôi biết tôn trọng luật pháp triều đình. Thôi mi đừng nguy biến nữa, mi phải bỏ tà đạo ngay nếu mi còn muốn sống. Quân, đem cái thập thác ra đây, tạm dẹp bọn đạo trưởng này sang qua một bên, rồi dẫn bọn tín đồ tà giáo đến đây ứng hầu. Qua đi mau. Suy nghĩ kỹ chưa? Hả?
bữa nay bọn bay bằng lòng sang nhân xuất giáo chứ. Nếu ai tuân theo mạng lĩnh ta, ta sẵn sàng tha ngay. Nào, cho phép chúng mày đứng lên để thi hành. Mau đi, mau. Bộ biết hả? Nếu đứa nào cưỡng cãi đã bị cực hình cho đến chết. Nghe không? Ủa coi, à, bọn này to gan thật mà, quân bay đâu rồi? Mau tra tấn, đánh cho tao mau. Ôi, 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 chết tôi. Lôi cổ ông già này quá quá lập tức. Dạ. Kéo đi. Dạ. Mẹ đồng nhé. 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 Dạ bám thượng quan. Thượng quan có đánh chết chúng tôi, chúng tôi không phản đạo. Chúng tôi sống thờ Thiên Chúa, mà có chết thì cũng theo chân Chúa. Xin thượng quan đừng lấy quy võ mà ép buộc chúng tôi. Anh chị em hãy can đảm lên, giữ giữ lòng sắt đá, làm sáng danh Chúa cả. Đừng rên la, đừng than khóc. Chúng ta hãy chịu sự đau đớn ở đời này để hưởng phúc ở đời sau. Chúa lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta. Hả? Chúa bên cạnh chúng bây à? À, bọn phụ tính là to gan thật mà. Quân bay đâu? Cứu dạ. Đánh cho nó sáng mắt. Dạ. Đánh đi. To gan. Khoan đã. Mấy những điều tôi đã dạy người ta mà người ta còn giữ được, huống chi tôi chính là đạo trưởng. Xin thượng quan hãy xét lại và tha cho tất cả những người dân theo đạo, vì họ không có tội tình gì đâu. Không có tội tình gì hết à? Cũng được. Quân bay đâu? Dạ. Mở dây thả mụ già này và đuổi ra ngoài lập tức. Dạ. Đi lĩnh ta thượng giải đem giam tất cả tội nhân vào ngục. Dạ. Đi. Mau lên. Mau. Đi. 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 Mau. Chú Trung à, chú Trung, chú có mệt thì vô nhà trong mà nghỉ, hơi đầu ngủ gục vậy. Tôi chim bao thấy thằng Du già bán Chúa Giêsu để lãnh thưởng 30. Nhưng còn một việc tức cười nữa là nó lấy tình nhân nghĩa để làm dấu cho quân giữ bắt Chúa chứ. Ủa bếp nhảnh? Dạ. À dạ chưa. Anh còn có can đảm theo đuổi tôi tới đây à? Anh tình cờ thấy quán thì vô, nhưng không ngờ có em và chú Trung ở đây. Em đã lên tỉnh mở quán hồi nào vậy? Anh đã ăn năn hối cải rồi. Anh đến đây là có mục đích để lo công việc cho cha Minh. Cậu hai dùng rượu trước đi rồi chút nữa nói chuyện gì. Dạ cảm ơn chú Trung và cái đẻ đó mặt tôi. Dạ đây tịch tịch. Cậu hai, có bọn hơi mệt nè, để tôi đưa cậu vào trong nghỉ chút đỡ mệt nha. Đi, ráng. Cảm ơn chú. Đi. Coi chừng, coi. Đi. Ừ, đó. Cảm ơn.
Dạ. Chú Du già có tránh khỏi liều thuốc mê của ta không? Thôi, ở đây nghỉ cho mát, rồi mai tao cho đi tắm suối. Chú Trung ra coi hàng. Đó, tụi mày có thấy không? Cũng tại cái đảo này, biết bao nhiêu người bị cầm tù trốn khổ. Vậy đó mà lão ta lúc nào cũng nghĩ rằng mình chỉ là người cứu nhân độ thế mới là mà các người cứ đồng ý. Gian này có những kẻ ngay lầm mà bị nghèo khó tội tù, có những kẻ độc ác gian hoa thì được cái chính sách, nhưng đó là một cuộc thử thách màu nhiệm để phân biệt và thật và để nêu cao một chân lý bất diệt giữa sự sung sướng nhất thời và sự sống ngàn đời. Hỏi sao ta hỏi mà ngươi không trả lời, lại nói toàn là những chuyện ông đông sung sướng nhất thời, sung sướng muôn đời. Đây là một bài học để cảnh tỉnh ngươi và những người đã theo ngươi. Con, khoan, các con, khoan. Bạn Chúa, xin Chúa mở lòng soi sáng và thương cho những kẻ chưa đoạt được giáo lý sâu nhiệm của. Xin phép cha, xin phép anh em, cho tôi nói đôi lời về sự công bằng của Chúa. Ánh sáng của dần thái dương, không khí của bầu trời, Chúa đều cho tất cả mọi người hưởng bằng nhau, không ai hơn, không ai kém. Người giàu cũng như kẻ nghèo, người sang cũng như kẻ hàng, người lành cũng như kẻ dữ. Ai cũng có thể mắc bệnh tật như nhau và rồi cũng phải chết. Nhưng lẽ sống chết ấy qua hai nghĩa khác nhau, là kẻ phải chết luôn và kẻ sẽ được sống lại đời đời. Và ta cho mi biết thêm, đây cũng là một lẽ công bằng của Chúa. Khoan con, con không nên đánh người gì để cứu. Con sẽ gây thêm sự thù hận. Con biết chúng ta cần phải thương yêu nhau ở trong tội tù. Thank you.
trong lòng đạo hồn hết là thức dậy lo buôn bán rồi chứ ở đọc kinh tà giáo hoài nghe sướng tài quá. Dạ hai chào hai cậu. Dạ hai cậu ngồi kia, hai để tôi dọn bàn này nhé. Tụi tôi nghi dùng quá ông chủ quán à, ông có vẻ giống người có đạo quá. Đừng nói chung nguy hiểm lắm mà, có thể bị mất đầu như chơi vậy. Dạ mời hai cậu ngồi. Điều này kỳ lắm nha anh Tư, còn nhiều bọn tín đồ tà giáo nha, nơ nơ ngẩn ngẩn như là người mất hồn, người tôi không hiểu tại sao nha. Mấy ông này lạ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn là làm sao? Ông Minh dịch tội gia to rồi đó không, đừng có chối cãi nữa nha không. Tôi nói theo mấy ông đó chứ, họ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thiệt. Cho bởi vậy mấy ông dùng cái này ngon lắm. Thấy gì ngon lắm. Ngon. Dạ chào cậu Lựu. Dạ cậu. Dạ cậu Lựu. Dạ quán tôi có bán đủ hết các thứ rượu ngon à, dạ, quán mát mẻ sạch sẽ, rượu uống vào thấy khỏe, mà đặc biệt hơn hết là giá rẻ. Dạ xin để dạ mời cha vô trong này. Dạ cha vô trong. Ủa sao bếp Nhẫn lại bị trói nằm đây? Dạ thưa cha, bếp Nhẫn này phản phúc lắm, nó định tố cáo chúng con đó. Ủa Nhẫn lên đây tố cáo con rồi à? Dạ chưa, con sợ nó sẽ đi tố cáo nên con phục rượu cho nó say rồi bắt trói trước để giữ phần chắc. Thôi con à, chuyện ấy con cũng mới nghi thôi chứ chưa lấy gì làm chắc. Vậy cha khuyên con hãy tha tên Nhẫn này đi, vì sự thưởng phạt ta nên nhường nơi Chúa. Thưa cha, như con cứ nghe cha, đừng nên hành hạ người như thế nữa. Dạ con xin vâng lời cha. Chỗ nào đâu? Đây, ở đâu? Tới chưa? Hả? Đây chờ đó, cái quán đó đó. À, cái quán lá đó. Dạ, cái quán đó đó. Được rồi, hai này chúng mày cẩn thận, không nên vào quán làm kinh động đó nhé. Dạ. Nếu để bọn chúng hay được mà đề phòng thì mình không bắt được toàn ổ đó. Dạ. Dạ xin phép con lớn cho chúng tôi chạy sát vô mấy nhà mà dò xét. Được được được. À, việc ấy rất hợp ý ta, các ngươi cứ việc đi anh. Dạ. Thưa cha, tình hình hội thánh đã trở nên khó khăn. Vậy thì cha hãy tìm cách thăm cha Minh ngay và tạm lánh ở một nơi nào xa tỉnh thành cho được mọi bề yên ổn hơn. Dạ còn công việc săn sóc cha Minh ở đây chúng con xin đảm nhiệm. Chưa đấy. Được như vậy thì cha yên lòng và tin cậy nơi con. Rồi cha sẽ gặp cha Minh và cha sẽ cho con biết chỗ cha ở để con có thể liên lạc được. Thôi bây giờ cha phải đi. Cha chúc sự lành cho con. Chưa thấy. Đây này, thấy rồi.
À, sao bọn ngươi có thấy gì lạ không? Dạ bảo ông lớn, không có gì lạ. Chúng tôi chỉ thấy có một cô gái và một lão già thôi. Vậy hả? Dạ. Được, để tao vô coi. Bọn ngươi cứ về đi. Dạ. Đi. Chào cô hai. Dạ, chào ngài. Chắc cô cũng không lạ gì tôi. Riêng tôi thì biết cô lắm. Cô có phải cô Dung, lĩnh ái của ông bà Quấn ở Cai Mơn không? Và cô còn một người em tên Hạnh, phải không? Xin lỗi ông, dạ phải. Dạ, xin ông cho biết ông có điều gì dạy bảo. Không. Cô đừng quá lời. Tôi chỉ có bổn phận cho cô biết là tất cả những hành vi của cô đều không giấu được chúng tôi đâu. Cô hãy liệu. Cô có thể cho tôi biết chỗ ở của cha Lựu ở đâu không? Dạ, chúng tôi là người buôn bán thành không muốn biết gì hết á. Thôi, nếu mấy người cứ bướng bỉnh hoạt động cho bọn tà giáo, đừng trách ta. Đừng trách ta tàn nhẫn. Gia đình cô, lý lịch cô, đối với chúng tôi không còn xa lạ gì nữa. Nói vắn tắt cho cô biết mà đề phòng, chúng tôi đang đợi cô đây. Hành động của chúng ta đã bị bại lộ rồi. Nguy lắm rồi. Đọc kinh xong rồi đi ngủ đi con. Má, con nhớ chị Dung quá má. Mai mốt rồi má cho con lên thăm chị Dung với chú Trung. Ngủ đi, má cho con đi nhé. Ừ. Dung, chúng tôi đã bắt em Hạnh để làm con tin. Chỉ có cô mới cứu được em Hạnh. Nếu cô sẵn sàng theo mệnh lệnh của chúng tôi, tánh mạng của em Hạnh ở trong tay cô. Chúng tôi biết rằng cô có giữ một nhiệm vụ quan. Thôi được rồi, bà cứ yên lòng về nghỉ đi. Con sẽ có cách lo cho em. Má cứ tin rằng mọi việc đều trông cậy nơi tay Chúa. Con tìm cách nào để cứu con Hạnh. Chứ em con không có mệnh lệ nào nữa. Má đừng chết mất.
ngày nào ra báo con nhớ lời thân dầu đời nhân bao sóng gió đời nhân bao khôn khó người tình thương non nhớ cho ai trong cõi lòng tình bằng tình ơi trong niềm trong mong thời người tình thương non nhớ nhớ vừa đầy sắc hoa tươi thắm như hồn ta mong tranh tìm đến. Chị nghe tiếng hát của em mà lần đến đây em mà. Em sợ lắm chị ơi. Em đừng sợ, Chúa sẽ che chở em. Nó chị. Chào cô Dung, thấy không? Em Hạnh của cô vẫn mạnh khỏe như thường. Đó, đủ chứng tỏ rằng tình của tôi đối với cô là nặng thế nào. Nhưng sự đối đãi ấy nó có giới hạn nào thôi. Cô lắng tai mà nghe cho kỹ. Tôi biết rằng ngày mai một số người cũng thăm thân nhân khác được thế nào cũng có một đạo lý len lỏi tá hình vào mà đạo lý ấy cô thành lại à tức. Ngày mai cô phải vào thám nhận diễn nhưng đạo lý ấy nếu cô tái định đừng trách tôi tàn nhẫn đó nha. Anh mà que mạnh trong tay cô biết không? Lên đâu? Dạ. Dẫn cô đây đi. Chung. Em của tôi. Em của tôi. Chung cho em. Dẫn đi. Các con, các con hãy chịu khó vì Chúa. Ngày sau Chúa sẽ tổng thưởng các con cho nước tuôn đầy.
Cậu nhẫn gì kìa. Theo tôi vừa nhận được một cách chắc chắn thì chiếu chỉ về vụ cha Minh từ Quế gửi vào đã bị tuyên án tạm quyết rồi đó. Tạm quyết? Đây nè, nó đây nè. Việc khẩn cấp như vậy thì chúng ta phải chia nhau, mỗi người bị một ngã, mà báo tin cho các cha biết. Xin lại Chúa cho cha Lựu đến pháp trường cho kịp. Tôi xin lãnh nhiệm vụ đi cấp báo cho cha Lựu biết. Và nếu có thể, các anh theo tôi đi hậu vệ. Xin cô Dung đi ngay cho, còn mọi việc khác để chúng tôi định liệu. Cô đi ngã này đi. Tôi. Em Vương theo đường này. Còn tôi á, theo dõi cô này. Anh về ngay mai mau. Dạ Dung, xin cha mau mở cửa. Thưa cha và các thầy, nguy biến đến nơi rồi. Xin cha hãy lánh mình ngay. Có lẽ con cũng bị chúng theo dõi. Thưa cha, thiếu chỉ của triều đình đã tới. Và số phận của cha Minh họ cũng đã quyết định rồi cha. Chỉ còn 3 ngày nữa là cha Minh phải bị tội tử hình nơi đình cao. Thưa cha và các thầy, việc gấp rút đến nơi rồi, xin cha đừng do dự. Cha hãy mau tìm cách lánh mặt để bảo vệ hội thánh sau này. Bẩm quan lớn. Bẩm quan lớn chẳng hay quan lớn đi đâu mà có bộ gấp rút như vậy? Muốn hỏi ta hả? Ta vào bắt bọn tà giáo ở trong căn nhà này. Đó, căn nhà đó. Đúng cái nhà này. Vô lý. Chắc các ông lầm rồi chứ gì. Theo tôi biết ha, thì căn nhà này có người bạn gái thôi mà. Bọn bay lọc, người ta không làm đâu, quân sĩ đâu. Đi lên, quay ra. Ta cấm tụi bay được phép vô nhà một người bạn gái. Đó, đó. Thưa cha, có tiếng binh khí va chạm ở trước cửa, xin cha gấp rút đi đường thủy. Xin cha đừng lo cho con có cách đối phó. Thank you.
Ba Bì đứng đây. Dạ. Thế nào cô em? Cô có chịu khai tự thật chưa? Cô có chịu chỉ chỗ ở của bọn giáo sĩ Lựu không? Hay là cô để cho ta đây phải ra tay một lần nữa? Sao? Tội tình gì mà mi xử tàn ác với ta như vậy chứ? Tàn ác? Mi chỉ vì không ép buộc được ta nên lạm dụng quyền thế của triều đình mà ép bức dân lành. Mi là người tàn bạo. Ta tàn bạo? Tàn bạo. Mi dám xúc phạm đến ta. Được, ta sẽ có cách xem gan của mi lớn đến bực nào. Mày lên đâu? Dạ. Bắt
con nhỏ vào đây. Dạ. Chúa nhân lành sẽ cứu em thoát khỏi tay quân dữ. Ừ? Ta dữ? Ta về mà dữ hả? Dữ. Cứu em đi chị Dung. Mấy người lên đâu? Lôi đầu cô bé này ra. Chị đi. Dung, chị. Đây là trường chót. Ta nói với mi, phải mở to mắt ra mà nhìn cái sắc đỏ kia. Nhưng mi không chịu khai đạo trưởng lựu và đồng bọn ở đâu thì cái sắc đỏ này sẽ đặt vào giữa mặt em Hạnh mi. Đây, anh nhắc lại một lần nữa nghe cho rõ nè. À, đêm đúng 10 tiếng, đến tiếng thứ 10 mà mi không chịu trả lời, em mi sẽ chịu tử hình. 1, 2, 3, 4 Chị Dung. 5. Chị Dung, cô em với chị Dung. Báo nè. Chị Dung. Trả lời chưa? Chị Dung. Em Hạnh, em Hạnh, Chúa cứu em. À, không chịu cai hả? Được rồi, xem đây. 7, 8 nè. Chịu cai không? Ừ. Sao? Cai không? 9 nè. À, khai rồi hả? Nói đi. Lạy Chúa. Hả? Xin Chúa giữ vững tinh thần con, đừng để con phải ngã lòng, phản bội Chúa. Xin giao mạng sống của em Hạnh trong tay Chúa và Đức Mẹ. À, nói vậy không chịu cai hả? Xem chuẩn bị nghe. Dạ. Mời nè. Ta tưởng mi là lòng dạ sắt đá chứ. Ừ, về ta mới thử mà mi cũng khiếp sợ. Lính đầu, nha, vỗ tay chị em vào cắt, nha. Xin mời ông ra công đường. Đến nay thầy vẫn biết ta đãi thầy vào bực nho giả, nhưng rất tiếc thầy vẫn không chịu cải hối, lại quyết tâm phạm luật triều đình. Bẩm thượng quan, nếu tôi chỉ vì của đạo Thiên Chúa mà phạm tội với triều đình thì trước hết triều đình đã xúc phạm đến quyền tự do tín ngưỡng của con dân vậy. Thôi, ta không có quyền ngồi đây mà nghe lý luận của thầy. Và hôm nay ta cho biết rằng triều đình đã xuống án trảm quyết. Vậy đây, lần cuối cùng ta muốn biết ý của thầy, coi có chịu ăn năn hối cải hay không. Nếu thầy còn kịp thời suy nghĩ, ta thì cũng có thể xin ân xá cho thầy được chứ. Đội ơn thượng quan, nhưng tôi không thể làm một kẻ phản bội dù với một người nào. Nhưng chi đối với Chúa cả trời đất mà tôi đã sùng kính tôn thờ. Bẩm thượng quan, nếu triều đình không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của con dân thì tôi xin sẵn sàng chịu chết để được theo dân chúng.
nếu thầy không chịu phá quá thập tự thì thầy đừng có nhận mình là đạo trưởng đi, thì ta đây sẵn sàng tha cho. Bẩm thượng quan, nếu thượng quan thương thì tôi nhờ, chứ tôi chính thật là đạo trưởng thì tôi không thể nào chối được. Ta đã hết lần mà thầy vẫn không đổi chí, âu đó cũng là tính mạng của thầy rồi. Hôm thầy về ta sẽ thi hành theo thượng lệnh. Xin kính chào. Cho có một đặc ân cuối cùng là ra dự cuộc tạm quyết đạo trưởng Minh và hết ba hồ trống trước khi đầu đạo trưởng Minh dũng, thì cô phải hứa lời ứng tôi và ra tiền cho ra đạo trưởng nào len lỏi vào pháp đường. Bằng tái lại cô vẫn im lặng thì ở tại đây em hạnh phúc cô sẽ bị cực hình tàn nhẫn bằng lửa đó. À, cô nên nhớ ta không bao giờ tha thứ như lần trước nữa đâu nha. Bây giờ cô nhìn đây, đó, trời ơi, em à, em còn hai đứa mày thay đồ thường dân rồi mở trói dẫn cô này ra pháp trường. Dạ đúng rồi. Đi chị em. Đi em. Chị hãy ở lại bình an. Cha lên thiên đàng sẽ cầu nguyện cho chúng con. Lạy Chúa,
xin Chúa hãy thương xót. Hình bộ thượng ty cứ án kỷ nhập đặc hình thừa mạng tự kết trảm quyết Phan Văn Minh đạo trưởng gia tô giáo can phạm thánh chỉ sắc vụ kim thập điều quốc lệ an sắc ty thừa hành trong lĩnh chúng sự gia hình sắc vĩnh thành thôn tà đạo giáo trưởng Phan Văn Minh phi nhất bất khẳng khóa quá luật hành trảm quyết dĩ thị chúng dân chúng nhất luật tuân kỳ trật tự bất cứ cử chỉ hành động can tội kỷ luật chi đều di lệnh hỗn loạn pháp đường án xét tử hình chi tội. Nghe chưa? Lại Chúa hằng sống đời đời, xin Chúa tha thứ mọi kẻ làm khốn con và xin Chúa cứ nhận lấy mạng sống con và dòng máu này làm của lễ hy sinh để cho dân lành sống thanh bình và nhờ ơn Chúa cứu rỗi. Công giáo em hạnh